Hello, hôm nay mình dọn về nhà mới. Đây là cái bếp mới của mình. Hôm nay mình đang nấu một nồi nước sôi. Đó. Về nhà mới thì phải bắt nước sôi vô. Và sáng giờ mình dọn cho được một mớ luôn nè. Mình đang lôi chén bát ở trong thùng chắc vô tủ. Hello Bảo, Bảo cũng dậy sớm, hôm nay Bảo rất là giỏi. Và nấu cái nồi nước sôi xong rồi chắc chén chắc bát vô. Thì buổi sáng 7 giờ sáng mình đã dậy, mình đem đồ qua đây rồi. Để đem gạo vô, đem nồi vô nấu cơm. Đó. Đó. Cái bếp của mình đây khá rộng. Bảo nghịch đó. Xong rồi dự chén. Cái nào dơ thì dự xong mình chắc vô. Mình lót vô đây nè. Mình lót vô trong này nè. Bây giờ mình lấy nó ra. Mình lót bằng cái giấy sạch này nè, mình lấy nó ra, mình không cần phải giữ. Đó, rất là sạch sẽ sẵn luôn. Ok con. Giấy này mình giữ lại mình xài. Mình phát đồ đó, cũng mệt luôn mà phải có kỹ thuật á. Chén con làm không có được đâu. Nó rất là dễ bể. Đây cho mẹ. Để đây để bỏ vô tủ. Đây là cái dàn bếp mới của mình đây, cái lò này có 6 cái burner xương tha hồ mà mình nấu ăn. Cái gì con? Đừng có đẩy, đừng có đẩy kéo con. Đó, 6 cái burner. Lò này cũng còn khá là mới. Cái này mình muốn giữ nó, mọi người biết sao, lâu lâu bỏ cái dầu ăn lên cho nó bóng thì người ta xài xong người ta chỉ lại cho mình vậy đó. Rồi cái này thì thay, nó hư lâu 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 quá thì hư, nó thì thay, nó dơ thì thay, rau chùi rửa, nói chung nó đang sạch ha. Ủa, mình 6 cái burner luôn, mình thích nấu này nè. Đừng có mở cái lò, cái này lò nướng ở dưới, đừng mở cho con. Đây là cái nhà của mình hiện tại đây nè, có quá chừng đồ luôn. Hôm bữa mình dọn ở trong nhà ra để cho người ta sửa nhà đó, thì mình bỏ hết vào đây, rồi từ từ mình sẽ chuyển cái này vô trong nhà mới và mình sẽ chắc nó vô nhà mới. Và bên đây một mớ nữa nè. Đó, trong cái gara này là tất cả những cái gì của nhà mình dọn ra gara này hết rồi đó mọi người, chỉ còn những cái đồ lớn lớn thôi, hình hiếc rồi mình đem ra đây hết. Tivi hôm qua tháo xuống để đây luôn đó, đồ đó, gia tài là một đầu hai đống bự này nè, là gia tài. Đóng cửa gara lại cho mẹ coi. Nhà đang sơn nửa chừng. Đây là những cái furniture lớn lớn này mình phải mướn người, mình mướn xe họ dinh cho mình đó, chứ mình đâu có xe mình dinh, mà mình cũng không có sức mình dinh nữa. Bây giờ mình chỉ dinh được những cái nhỏ nhỏ thôi, sau đó mình sẽ mướn xe, mướn người. Họ còn đang sơn nè. Wow, hôm qua sơn được rồi, đang sơn á, hôi quá chừng luôn á ha. Đây nữa nè, sofa đó, nhà đang sửa mà mình ở trong này, sao cái bếp nó hôi hơn ngoài trên á, cái bếp này nó hôi hơn ở trên nè. Họ đang sơn ở đây, phải mướn người dọn tủ lạnh rồi đi đó. Ôi ơi, nhà cưới đang sửa đây mọi người, nhìn nó thê thảm luôn á. Đó, nhà cửa đang sửa đó. Sơn hết luôn, sơn từ ở trên cái trần luôn đó, sơn xuống, sơn từ trần xâm xuống. Nhà sàn pram. Để cầu thang, mặc quần dài cho nó ấm, đừng có cởi chứ. Mặc quần dài cho nó ấm con, trời lạnh đó. Lát nữa là mấy chú tới là mình mở cửa ra đó, là nó gió lạnh nó vô á. Phòng này nó cũng sơn một nước qua rồi nè. Cái phòng này còn đồ furniture đồ đây nè. Còn đây là cái phòng ngủ của mình thì họ chưa có sơn. Cái phòng ngủ này thì họ làm 2 ngày rồi, thì họ làm bên ngoài ở đây thôi. Hôm qua họ sơn sơn nó rơi vãi lung tung luôn á. Ở trong này thì họ chừa lại chỗ cho mình ngủ đó, có thể tối nay mình sẽ ngủ nhà mới, mình không ngủ nhà này. Thì
lát nữa họ sẽ dọn gom lại hết và họ sẽ sơn luôn cái phòng này cho mình, sơn bỏ cái này luôn, cái này mình hồi xưa mình sơn bây giờ mình mướn thợ sơn đó. Cái phòng ngủ nó rất là bừa bộn, nhà mình ở đó mình để nhiều đồ lắm, đến lúc mà mình dọn mình bán mình mới thấy nó đẹp, lại mình bỏ đồ ra bớt đó, chứ mình để đồ, mình để đồ nhiều ở trong nhà đó, người mua người ta tới người ta thấy là người ta ớn luôn á, tại vì nó bề bộn và nó dơ nó cũ á, cho nên mình làm cho nó sạch nó đẹp cho người ta thấy cái phòng của mình nó rộng nó thoáng nó mát. Bà đang làm gì đó? Đồ cho chú cha, chú cha nô nô. Trời ơi mỗi lần nó mở nước sâu quá mở không tới. Hôm nay nhà mình ăn cái gì đây? Đây là bữa ăn đầu tiên ở nhà mới nè. Đây là món bánh cuốn. Bánh cuốn chả nước mắm ăn với rau với dưa leo với hành phi. Mình không có thời gian nấu mình mua về ăn thì hôm nay mình dọn nhà mới. Mình ăn bữa ăn đầu tiên ở đây. Đó vậy đó. Xong. Ủa xóa cái gì để mai cái phòng Nhà cái bếp thì của mình có đây. bằng quần thì đang đó Sáng giờ luôn mình dọn được cái mớ đồ á. Dọn có được làm cũng khá là nhiều gì đồ, còn đồ ăn này bỏ tủ lạnh. Đây cái hoa mình đem qua đây. Hoa đẹp không ạ ha? Nè, hoa đẹp không? Đây là cái áo mình mới được tặng, để coi thử mình mặc vừa hay không. Và mình uống nước này. Đây là nước Kenchen, Kenchen Water, nước này để cho nó tăng kháng thể nè. Tại mình đang bị cảm thì mình được tặng cái nước này để uống. Cho cái máy Kenchen, lọc nước Kenchen này uống để cho nó có nhiều cái chất vitamin C á. Để đây, đang uống cho nhiều vô cho nó đỡ cảm, đang bị cảm lắm. Sáng giờ mình dọn được mớ ngày đầu tiên nha, sau ngày đầu tiên nè. Đang tính lót mua cái giấy về lót đó, hồi nãy đang đi Walmart đang mua, hôm qua hồi sáng thì chưa có lót, bây giờ mua được cái giấy này để lót ở dưới nè. Đó, lót trong tủ để bỏ chén bỏ đồ vô. Để mình xài lâu ngày nó không bị dơ, nó không có dấu đó. Microwave nè, microwave nhà mới thì người ta đi người ta để lại mình xài luôn, mới còn mới toàn sạch sẽ dễ sợ luôn á. Họ đi xa họ để lại luôn nè. Đó, microwave mới. Họ để tủ lạnh lại luôn. Để tủ lạnh lại luôn. Thì tủ lạnh này trống không mà nhưng mà cũng khá là sạch thì mình sẽ giữ mình để về gara. À, đó, chén là sáng giờ được nhiêu đây. Đây là cái không khí Noel ở cái shopping mall gần nhà mình. Hôm nay mình vô đây mình đi lấy đồ đó, mình ghé qua mình coi thử. Đi ngang thôi mọi người đang chờ thang máy thì ra rất là đông luôn á. Ngoài đông mà năm nay nhà mình bận rộn với lại có nhiều chuyện không có đi ra ngoài chơi Noel được. Đây là cái không khí Noel duy nhất mà mình thấy năm nay. À, không có đi coi đèn luôn. Cảm ơn mọi người theo dõi nha. Chúc mọi người có mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Bye bye mọi người.